Hello anh em, hôm nay mình chơi Liên Minh. Vì thua thằng này rất là cay luôn. Ra mình coi này. Cái thằng này tên rank của nó này. Nó dùng tool này các bạn. Đây. Các bạn report giùm giúp mình nha. My love này. Nó chơi chung với một cái thằng thằng này. Nói chung nó chơi chung với thằng đâu rồi ta, đây thì con này, thì con này mấy chọn nó chơi chung luôn này. Nó hai thằng này nó đều dùng tool luôn. Cái tool nó rất là bá đạo, nó bá hơn là cái tool mà rain nữa, tool hack bản hack map nữa. Nó chơi ok, và để ý này, nó chỉ sử dụng cái món này này, đây chọn nào nó cũng mua cái món này này nha. Strike Blader này, Strike Breaker này, chọn nào nó cũng mua hết á. Nó dùng bớt bớt á hack này. Cái món này nó giúp cho các bạn chài, em chài giống như của chài Lucian nha, và nó chài vô hạn luôn, nó không có hồi chiêu gì hết luôn. Và các bạn thấy không, nó thắng toàn là thắng không à này. Faker còn không đánh lại nữa, nó dùng tool thế này làm sao Faker nào đánh lại nó. Ok, mình sẽ tải từ cái trận này nha. Trận này nó cái trận này nó chơi chung với mình này, đâu tiêu rồi. Đây cái trận này nó chơi chung với mình này, mình sẽ tải về. Đây trận này nó chơi chung với mình này, hai thằng này này nó chơi chung, mình thấy không, bạn thấy không, 2 2 10 này nó đều mua chung một cái món này này. Strike Breaker này các bạn có thể tra đây, cái nick nó đây, các bạn có thể tra lịch sử thi đấu của nó các bạn xem nha. Ok, coi thứ mình có nói phán sai thằng này nha. Bây giờ mình sẽ tải về coi nó chơi này. Thua rất là cay luôn. Lúc đầu mình tưởng là Liên Minh update một cái món đồ mới nên là mình không có ngạc nhiên. Nhưng mà sau khi mình vào á, mình vào cái chế độ tập luyện, mình mua cái món đồ y chang nó, mình chỉ được chạy cái một chút xíu thôi. Và cũng hồi chiêu nó tới cỡ mười mấy giây vậy á, còn này nó hồi chiêu nó không có hồi chiêu luôn, hồi chiêu nó không giây luôn. Phê nó đây. À, hai đứa này đây, còn mấy đứa kia thì mình không biết nha. Hai đứa này chắc chắn là ở dùng tool này, mình sẽ tua đến cái đoạn đầu này này. Theo dõi thằng này rồi nha. Lúc này nó chưa mua món Strike Breaker đó, nên nó chơi rất bình thường thôi. Chưa mua nè. Đây là phút thứ 5. Hả? Hai thằng này, thằng này cũng chưa mua luôn. Chưa mua luôn nè, sai là cũng chưa mua luôn nè. Tua một tí nè. Chưa mua. À,
rồi nó mua nè, mình coi di chuyển nó nè. Tôi di chuyển đó rất là bé luôn. Này thôi ai chơi lại. Đẹp nha. Có cái này nó không để ý nó không chết thôi nè, chứ còn hầu như nó không chết luôn. Rồi mình di chuyển qua làm sao rồi thì nó chơi xem nha. Thằng này cũng vậy luôn nè, cực kỳ ăn gian luôn. Đi cả bản đồ chút xíu rồi tới bản đồ thôi. Hai thằng đó thôi là cũng đủ con kẻ team rồi, không cần mấy thằng kia đâu. Này nó 10 mạng này. Team chỉ có hai thằng này thôi.
đi đâu là cũng có mặt nó hết. À, lúc này này, lúc này nó coi thêm một trận và nó có dùng cách tương tự nha. Nó còn cho Lucian cơ mà. Đây, nó chơi Yasuo nó cũng chọn món này này, 29 mạng luôn này, 29 mạng 4. 29 4 luôn này. Ở cái trận này mình không tải về được rồi. Thử cái trận này được này. Tải về thử xem cái trận này coi. Trận này thì nó không có chơi với thằng Huy con. Mình chơi với thằng khác, B12 này. Nè, thấy không? Các bạn để ý không? Cái dùng chung món đồ này. Mình coi thử thằng Tristana này nó có dùng tool không nha. Chơi này là không đẹp rồi. Trình không có mà đi dùng tool thôi chứ. Nát game. Không có tu này nó là mình có trình đâu. Mình để coi trước tình này với lại hai này nha. Rồi con mót nó mua này. Tiếng nó y chang luôn á. Mình chưa biết là nó có tuôn hack nó mình thấy được đường đi hay không nha. Mình có gì chỉ cái này quá bé rồi. Chưa biết là nó có thể hack được nhìn map cái bản đồ không nè. Chỉ nè. Chơi mất dạy không? Này gọi là chơi mất dạy chứ không phải là hack. Không chết luôn. Chưa khốn nạn chứ. Chiếc tình này chưa có, bây giờ mình sẽ coi thêm chiếc tình này coi. Chiếc tình này lúc này cũng có rồi nè. Rồi. Nó mua món này nó mới dùng bớt nữa nha. Đó, y chang luôn thấy không? Đoán không sai mà. Con nào cũng có thể lợi dụng được cái lỗi này. Hoặc là cái lợi dụng tool này không nhất thiết là chỉ một con Lucian. Thôi chứ làm sao mà thua được, dùng tool thế này nó còn lợi hại hơn cả tool hack nhìn đường đi nữa, nhìn đường đạn nữa.
Vậy mà nó chơi cả chục trận rồi mà không mà GM nó chưa có ban ạc cái hệ thống report nó quá tào lao. Nó dùng tool lộ liễu thế này luôn mà không bị sao kìa. Chưa, bạn coi này. Quá là bất công. Chơi toàn dùng tool không mà né được luôn. Mình thấy nãy giờ nó đâu có dính đòn đâu. Rõ ràng nãy giờ mình không thấy nó dính đòn gì luôn á. Mình nghi là có thể né được nữa. Nó... tool này quá lợi hại. Rồi ok. Các bạn có gì report giúp mình nha.